nhân vật phản diện quá quyến rũ. Tập 6. Thịnh Noãn sau khi nghe Tiêu Định Thành nói muốn cô nhường công cho Liễu Nhược Miên vì đã cứu được Cửu hoàng tử thì không khỏi sừng sốt, hai mắt đỏ hoe, tại sao, người cứu rõ ràng là thiếp mà, tại sao công lao lại là của Liễu tỷ tỷ chứ? Nếu phong cô ta làm bình thê, đứa trẻ của cô ta cũng thành đích tử, vậy còn thiếp thì sao? Sau này đứa trẻ của thiếp sẽ là thứ tử, phu quân, chuyện như vậy chàng muốn thiếp phải làm sao? Tiêu Định Thành trầm mặc một lúc, giọng nói đã có chút khàn khàn, "Noãn Noãn, Cửu hoàng tử đã biết người cứu huynh ấy là Liễu Nhược Miên, nếu lúc này đẩy nàng ấy ra, vậy thì nàng ấy sẽ mắc tội lừa dối hoàng thất, cho dù là nàng ấy hay là đứa trẻ trong bụng đều sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Noãn noãn, đây là đứa trẻ đầu tiên của vương phủ, nếu xảy ra chuyện này. Thịnh Noãn cắn môi rơi nước mắt, Liễu Nhược Miên chắc chắn phu quân sẽ không cho mắt nhìn cô ta với đứa trẻ của cô ta đi vào bước đường cùng, thế nên mới dám làm trước nói sau như vậy. Tiêu Định Thành trong lòng cũng biết điều đó, hắn liền lên tiếng nói, nếu nàng không đồng ý, vậy thì không nhường cô ta nữa ta đi nghĩ cách khi hắn xoay người định rời đi thì thịnh noãn liền kéo tay hắn lại thiếp đồng ý tiêu định thành đột nhiên giữ người không thể tin quay đầu lại noãn noãn thịnh noãn nhìn hắn trầm giọng nói đây là đứa con đầu tiên của phu quân tuy không phải là đứa con của thiếp và phu quân nhưng thiếp vẫn hy vọng chẳng được vui lúc này tiêu định thành cảm thấy vô cùng hối hận nếu mình viên phòng với noãn noãn sớm hơn để nàng ấy mang thai sớm hơn nàng ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy phu quân thiếp cũng có trái tim cũng biết đau biết buồn Thiếp đã nhường rất nhiều lần rồi, đây là lần cuối cùng thiếp nhượng bộ vì phu quân, nếu sau này chàng còn làm thiếp tổn thương thì thiếp sẽ không ở bên chàng nữa." Tiêu Định Thành trong lòng khó chịu và đau đớn, hắn vươn tay ôm Thịnh Noãn vào lòng, "Sẽ không đâu noãn noãn, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi nữa đâu." Nửa tháng sau, hoàng cung ban thưởng cho phủ trấn Bắc Vương và Liễu Nhược Miên, tiểu thiếp của thế tử trấn Bắc Vương Tiêu Định Thành. Liễu Nhược Miên được phong làm bình thê, lão phu nhân và vương phi cũng không thể không tặng quà cho cô ta, vì vậy Liễu Nhược Miên được tặng không ít quà mừng cô ta đắc ý vì đã đạt được mục đích giờ ta với cái đồ thiếp thất thịnh thị kia không giống nhau như trời và đất vậy nô tỳ còn nghe nói hôm nay là sinh thần của cô ta nhưng mọi người đều đang bận chúc mừng cho người căn bản không rảnh lo cho cô ta bây giờ cô ta có thân phận thấp kém nhất trong vương phủ ai biết được sinh thần của cô ta là ngày nào thịnh noãn thực sự không quan tâm đến những chuyện đó cô được tô lan mời đến kinh loan điện của lâm an công chúa thịnh noãn không thể ngờ tới tình huống này trong kinh loan điện khắp nơi đều được cắm hoa cô còn đang kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc tỷ tỷ đến rồi trên mái nhà bạch thưa trạch đang trong bộ dạng của nam nhi nhìn cô mỉm cười thịnh noãn liền bay lên trên cùng để như thế này không sợ bị người khác nhìn thấy sao bạch thưa trạch giơ tay lên và chỉ về phía xa tỷ tỷ nhìn bên kia đi thịnh noãn nhìn theo ngón tay của hắn rồi sững người xa xa phía ngoài thành từng điểm sáng chậm rãi bay lên trời là hàng trăm chiếc đèn khổng minh cảnh tượng trước mặt hiện ra trước mắt thịnh noãn trong hoàng cung lạnh lẽo khi xưa cô thắp sáng một chiếc đèn khổng minh cùng với tiểu ngư và nói thân phật ở rất cao có lúc các ngài sẽ không thể nghe thấy ước nguyện của con người thế nên chúng ta chỉ cần thả đèn khổng minh này lên trời là các ngài sẽ nghe thấy thịnh noãn quay sang hỏi bạch thừa trạch năm đó để ước gì ánh mắt bạch thừa trạch khẽ lóe lên sau đó cười nói không nhớ nữa thịnh noãn đang cảm thấy hơi thất vọng thì nghe thấy một âm thanh chói tai từ không trung sau đó là vô số pháo hoa nổ tung trên đầu chiếu sáng cả bầu trời bạch thừa trạch lặng lẽ nhìn nữ nhân bên cạnh với vẻ mặt hạnh phúc Năm đó ta đã ước đừng để tỷ rời đi, nhưng tỷ vẫn rời đi. Hôm nay ước nguyện của ta vẫn như cũ, không thay đổi, chỉ là ta chỉ tin vào bản thân, ta sẽ tự giữ lại tỷ bên cạnh ta. Ngày hôm sau, Thịnh Noãn và Liễu Nhược Miên bất ngờ gặp nhau trong hoa viên của Vương phủ. Liễu Nhược Miên nhìn thấy Thịnh Noãn thì dừng lại và nhìn cô với nụ cười tự đắc, "Thịnh muội muội." Sau một khắc, Văn Nhi ở bên cạnh Liễu Nhược Miên liền mắng, "Thịnh thị to gan, nhìn thấy phu nhân mà còn không hành lễ." Liễu Nhược Miên ôm chiếc bụng của mình rồi ra vẻ, "Thịnh muội muội" tôn ti khác biệt chứ không phải do tỷ tỷ khắc khe với muội thịnh noãn nhếch mép cười ngươi không biết vị trí này của người từ đâu mà có à nhìn thấy ta không tỏ lòng biết ơn mà còn lên mặt đắc ý sắc mặt liễu nhược miên lập tức thay đổi sau đó ra lệnh cho thị nữ bên cạnh nếu đã như vậy văn nhi và miệng cho ta thị nữ văn nhi giơ tay lên định tát thịnh noãn nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị đạp một cái vào người sau đó đau đớn ngã lăn xuống đất liễu nhược miên không khỏi tức giận mà quát lớn to gan thịnh noãn chỉ cười lạnh ta đã cho ngươi mặc mũi ngươi lại không cần cô vừa dứt lời liền tát thẳng mặt liễu nhược miên cô ta che mặt kinh ngạc và không thể tin được ngươi ngươi dám đánh ta tiêu định thành tay cầm một chiếc hộp gỗ đi tới đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy hắn liễu nhược miên lập tức rơi nước mắt thế tử thịnh muội muội bụng của thiếp đau quá thế tử tiêu định thành nhíu mày theo bản năng muốn tránh đi bàn tay của cô ta nhưng thấy cô ta như sắp ngã hắn vẫn đưa tay ra đỡ đúng lúc này ngoài cổng đột nhiên có tiếng ồn ào không hay rồi người từ triều đình đến lục soát rồi tiêu định thành vội vàng đưa chiếc hộp gỗ cho thịnh noãn 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 cầm lấy sau đó hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình trần bắc vương mới xuất trinh mà hôm nay triều đình đã đến lục soát tiến độ vậy mà lại nhanh hơn so với cốt truyện ban đầu đột nhiên xảy ra chuyện trần bắc vương phủ không kịp làm gì để đối phó thì đã bị sụp đổ người hầu bị giải tán từ lão phu nhân cho đến tiêu định thành toàn bộ đều bị giáng làm thứ dân liễu nhược miên sững sờ nhìn vương phủ mình thậm chí còn chấp nhận chấm dứt tình cảm với tiêu định thành để giành lấy vị trí bình thê kết quả là chưa đầy 10 ngày vương phủ đã biến mất sao cô ta được thị nữ văn nhi đỡ lên xe thịnh noãn quay đầu lại nhìn thì thấy bạch thừa trạch trong hình dáng công chúa lâm an đứng đó nhìn cô công chúa lâm an cũng đã hòa thân với tiêu định thành họ không còn là quan hệ phu thê như trước nữa bạch thừa trạch nhẹ nhàng hỏi thịnh noãn theo ta nhé thịnh noãn cười với hắn và lắc đầu vẻ mặt bạch thừa trạch trong nháy mắt tối sầm lại trông rất cô đơn thịnh noãn lên tiếng nói với hắn giờ ta không thể đi đợi đến lúc có thể đi thì ta sẽ đi tìm đệ có được không Bạch Thừa Trạch ôm cô vào lòng, "Được, ta đợi tỷ." "Tỷ nhanh chút được không?" Thịnh Noãn mỉm cười, "Được, để phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó." Nói xong cô trở lại cỗ xe đổ nát của Vương phủ, mình cũng nên hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi. Trấn Bắc Vương phủ bị tịch thu, Tiêu Định Thành lại vừa nghe tin phụ thân mình chết trong trận chiến, cả người trở nên vô tri vô giác, lão phu nhân với Vương phi vì chịu cú đả kích nên cứ bệnh mãi không khỏi. Thấy Tiêu Định Thành đang ngồi trong sân ngẩn ngơ, Thịnh Noãn đi tới gọi hắn, "Phu quân, Vương Phi bảo thiếp bán vòng tay của bà ấy, giờ thiếp phải ra ngoài, bán vòng tay xong thì đi mời đại phu tới, bệnh của lão phu nhân với Vương Phi không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiêu Định Thành nói, để ta đi, thịnh noãn do dự rồi đưa chiếc vòng ngọc cho hắn, phu quân bán vòng tay đi thì tới Miêu Sơn đường để mời đại phu nhé, người ở nơi khác sợ là không muốn đến. Sau hai canh giờ, thịnh noãn sốt ruột chờ đợi, sao Tiêu Định Thành còn chưa về, hệ thống cha xem có chuyện gì đi. Ký chủ, Tiêu Định Thành đã làm mất vòng tay nên không dám quay về, thịnh noãn không khỏi tức giận, đây là cái thứ phế vật gì vậy? Nếu hắn không có hào quang của nam chính thì chắc chắn không sống quá ba chương. Tiêu Định Thành lúc này đang ngồi một góc bên ngoài miêu sơn đường, vốn là một nam tử tràn đầy ý chí và nhiệt huyết, chỉ trong vài ngày đã biến thành một bộ dạng đáng thương như vậy. Thịnh Noãn vô cảm bước tới gần, sau đó nói với hắn, "Phu quân, đứng lên đi." Tiêu Định Thành bí môi, sau đó đứng dậy khàn giọng nói, "Xin lỗi noãn noãn, ta làm mất vòng tay rồi." Thiếp biết rồi, thiếp dùng chiếc kẹp tóc bạc vậy, chúng ta đi mời đại phu trước thịnh noãn đi đến miêu sơn đường và mời một vị đại phu trở về tối rồi còn phiền ngài qua đây một chuyến phiền ngài xem bệnh cho nhà ta đại phu vui vẻ nói phu nhân khách xáo quá đúng lúc này văn nhi vội vàng chạy đến đại phu phu nhân nhà chúng ta không khỏe phiền ngài qua đó một chuyến thịnh noãn liền lên tiếng ta chỉ đưa tiền để khám cho lão phu nhân với đại phu nhân người khác không phải việc của ta đại phu xin cứ tự nhiên văn nhi không khỏi lo lắng nhưng phu nhân nhà chúng ta không khỏe thịnh noãn làm ra cái vẻ mặt thản nhiên Liên quan gì đến ta? Văn Nhi cuối cùng phải tự đưa tiền cho đại phu, cho ông có thể đi được rồi chứ. Thịnh Noãn nhìn cô ta khinh bỉ, rõ ràng còn đồ trang sức có thể đổi lấy tiền mà còn muốn dùng tiền của ta miễn phí. Lúc này Thịnh Noãn nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, ký chủ, có người đến bắt cô, là đám người ủng hộ Bạch Thừa Trạch. Bọn chúng cảm thấy không thể kiểm soát Bạch Thừa Trạch được nữa, nên muốn bắt cô để kiểm soát hắn. Viện tử này toàn những người già yếu bệnh tật, không thể ra tay ở đây được. Nghĩ vậy, cô trực tiếp bay lên rồi rời đi thịnh noãn đi đến một khu rừng phía xa rất nhanh bọn chúng đã đuổi kịp cô quay lại nhìn thì thấy có năm bóng đen vây lấy cô trong đó có bốn người đều trùng khăn đen che mặt còn một khuôn mặt được bao phủ bởi một làn xương đen dịch vụ chăm sóc khách hàng nói với cô tên phù thủy nam cương vô liêm sỉ này hệ thống đang kiểm tra phương thức tấn công của hắn tên này tuyệt đối không đơn giản ký chủ đừng xem thường hắn trái tim thịnh noãn thắt lại không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra thịnh noãn không có vũ khí trong tay cô liền bẻ một nhánh cây gần đó Bốn tên áo đen lập tức công kích cô. Thịnh Noãn lợi dụng thân hình uyển chuyển, dùng nhánh cây vừa bẻ chọc vào nách tên sát nhân đang lao tới, sau đó dùng chính nhánh cây đó chọc mắt ba tên còn lại. Đám người áo đen khiếp sợ, không tin chuyện gì vừa xảy ra. Thịnh Noãn nhìn bọn chúng cười lạnh, đúng lúc này giọng nói của bộ phận chăm sóc khách hàng vang lên bên tai cô, "Ký chủ cẩn thận." Một làn khói đen đột nhiên bay thẳng vào mặt cô, đầu cô như bị thổi bay, cả người choáng váng vô thức lùi lại phía sau. Thịnh Noãn phản ứng chậm trong giây lát, nhân viên chăm sóc khách hàng hô to: tránh sang bên phải nhưng thịnh noãn còn chưa phản ứng kịp thì một thanh trường kiếm đã đâm vào cánh tay cô máu tươi chảy ra đầm đìa thịnh noãn nhìn tên phù thủy áo đen kia trong lòng lập tức trùng xuống hắn ta không làm gì mà cũng có thể tấn công cô có thứ ăn gian như vậy tối nay e là tiêu đời rồi thấy tên phù thủy kia thổi ra một luồng khí u ám trong một khắc thịnh noãn cảm thấy mình bị vướng vào thứ gì đó thân thể không cử động được sát thủ phía sau lập tức nhân cơ hội tấn công cô đúng lúc này một tiếng kêu đinh tai vang lên kiếm của tên sát nhân bị một thanh kiếm khác chặn lại. Noãn Noãn, Tiêu Định Thành đứng trước mặt Thịnh Noãn vẻ mặt căng thẳng, Thịnh Noãn có hơi bối rối, sao hắn lại ở đây? Thịnh Noãn và Tiêu Định Thành bị mắc kẹt tại chỗ, bị bốn sát thủ bao vây. Thịnh Noãn có chút sốt ruột hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, vẫn còn chưa phân tích xong phương thức tấn công của tên phù thủy sao? Bộ phận chăm sóc khách hàng đáp, còn chưa phân tích được, ký chủ xin hãy kiên trì thêm chút nữa. Thịnh Noãn chỉ còn biết cứng họng không nói lên lời với hệ thống, đúng là vô dụng mà thịnh noãn nhìn thấy một thanh kiếm chuẩn bị đâm về phía cô cô biết chắc là lần này mình tiêu rồi nhưng vào lúc này sát thủ áo đen cầm kiếm bị đá bay ngược lại một bóng người mặc áo choàng xám bay xuống đó chính là bạch thừa trạch tỷ tỷ đừng sợ ta tới rồi bạch thừa trạch quay lại nhìn tên phù thủy nhẹ giọng nói đại vu sống không tốt à vừa dứt lời mấy binh sĩ cầm theo kiếm lao về phía tên phù thủy đại vu kia đại vu ngữ khí lạnh lùng nói ta đã đợi người rất lâu rồi hắn ta giơ ngón tay lên như đang niệm thần chú sau đó bắn ra những luồng khí về đám người đang lao về phía hắn những người áo đen đột nhiên dừng lại sau đó như bị thôi miên mà quay lại tấn công bạch thừa trạch thịnh loãn đứng bên nhắc nhở hắn cẩn thận bọn họ bị phù thủy mê hoặc khống chế rồi bạch thừa trạch vung thanh kiếm lên nhưng khi thanh kiếm vừa di chuyển liền bị đột ngột giữ lại trong không trung vẻ mặt bạch thừa trạch không thay đổi hắn vẫn tiếp tục hành động trước đó của mình lực lượng đang giữ hắn dường như hoàn toàn sụp đổ thanh kiếm của tên sát thủ mặc đồ đen bị bạch thừa trạch giữ bằng tay không tay cầm kiếm trong nháy mắt phun ra máu đồng thời trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương. Tên phù thủy lên tiếng nói, "Điện hạ, hôm nay là thời kỳ yếu nhất của ngài, ngài không chống lại được ma thuật của ta đâu." Vừa dứt lời, Thịnh Noãn liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, dưới chân cô đột nhiên biến thành một hố sâu, trong hố có vô số bàn tay quỷ kéo cô xuống khiến cô choáng váng. Giọng nói của bộ phận chăm sóc khách hàng đột nhiên vang lên, "Ký chủ bình tĩnh, đây là ảo giác, hệ thống đã cho cô sức mạnh để chống lại huyễn cảnh." Một luồng điện xẹt qua não Thịnh Noãn, cô đột nhiên mở mắt ra, không có hố sâu, cũng không có địa ngục toàn quỷ nữa. Lúc này cô nhìn thấy Bạch Thừa trạch nhắm mắt lại và không có động tĩnh gì, còn Tiêu Định Thành cũng nhắm mắt lại nhưng lại đang cố gắng sử dụng thanh trường kiếm trong tay như muốn kết thúc sinh mệnh. Thịnh Noãn đang định đi đến chỗ Bạch Thừa trạch thì dịch vụ chăm sóc khách hàng liền nhắc nhở cô, ký chủ, đối tượng nhiệm vụ là Tiêu Định Thành, Tiêu Định Thành sắp chết, một khi đối tượng nhiệm vụ chết, không đủ điểm để khấu trừ, ký chủ cũng sẽ chết ngay lập tức. Thịnh Noãn giững sờ, nhưng không có thời gian để do dự, cô nghiến răng và bay về phía Tiêu Định Thành, đâm cành cây trong tay cô. Đánh tan ảo ảnh xung quanh Tiêu Định Thành, hắn lúc này mới tỉnh táo rồi lên tiếng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Khi Thịnh Noãn quay sang nhìn Bạch Thừa Trạch, mắt hắn đã đỏ ngầu, hắn đã phá vỡ ảo ảnh và tiêu diệt tên phù thủy kia. Thịnh Noãn bắt gặp ánh mắt u ám của Bạch Thừa Trạch, nàng ấy phá huyễn cảnh trước, nhưng lại cứu Tiêu Định Thành. Tên phù thủy ngã trên mặt đất cười đầy quỷ dị, "Nhiều năm như vậy, cuối cùng bọn ta cũng đã thành công biến ngài thành tên điên rồi." Một bóng đen trong tay tên phù thủy đang lao vút về phía Thịnh Noãn, cô cảm thấy giữa hai lông mày nhói đau dịch vụ chăm sóc khách hàng ăn ủi cô ký chủ không phải chuyện gì lớn là chân ngôn cổ thôi sau 15 phút là nó sẽ tự chết thịnh noãn có chút bối rối chân ngôn cổ là cái quỷ gì vậy thịnh noãn định đi về phía bạch thừa trạch thì tên phù thủy đã lên tiếng điện hạ ngài không ngại mạo hiểm thân mình vì nữ nhân này nhưng không biết cô ấy có như thế với ngài không đây vị thịnh tiểu thư này lão hủ muốn biết vừa nãy điện hạ với tiêu thế tử gặp nguy hiểm vì sao cô lại chọn cứu tiêu thế tử thịnh noãn đột nhiên giật mình trong lòng dâng lên một dự cảm xấu sau đó cô nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của chính mình. Tiêu Định Thành không thể chết, cô vốn muốn nói Tiêu Định Thành chính là nhiệm vụ đối tượng nhưng lại không thể nói ra. Đúng lúc này hệ thống đã tra ra thông tin của tên phù thủy, kẻ này là phù thủy Nam Cương, hắn dùng bí thuật Nam Cương cùng một đám với những kẻ ủng hộ Bạch Thừa Trạch. Sở dĩ bọn chúng muốn biến Bạch Thừa Trạch thành tên điên là vì để có thể khống chế hắn, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Bạch Thừa Trạch trở thành đường lệ tôn sau này. Tiêu Định Thành đi tới chỗ thịnh noãn hỏi, "Noãn noãn, hắn là ai, điện hạ cái gì?" nam nhân lạ mặt quái dị này từ đâu đến nhìn thấy bàn tay tiêu định thành chạm vào tay thịnh noãn khuôn mặt tuấn mỹ của bạch thừa trạch trở nên u ám hắn trực tiếp vung kiếm lên rồi hét lớn đừng chạm vào nàng ấy một luồng khí chắn giữa thịnh noãn và tiêu định thành hai người họ sững sờ nhìn bạch thừa trạch vừa nổi điên tên phù thủy cười lớn tiếng điện hạ người ta mới là một đôi chẳng lẽ ngài không nhìn thấy hai người cùng gặp nguy hiểm người thịnh tiểu thư cứu là ai sao thịnh noãn vội vàng lên tiếng không phải đâu tiểu ngư để nghe ta nói ta cứu hắn là vì thịnh noãn muốn nói nhưng lại không thể giải thích rõ chuyện này bạch thừa trạch hai mắt đỏ hoe nhìn cô tỉ tỉ nói đi sao không nói nữa thịnh noãn chỉ muốn chửi thề ta cũng muốn nói lắm nhưng không nói được tên phù thủy cười đầy quỷ dị hay là để lão hữ hỏi rút điện hạ nhé thịnh tiểu thư nếu tình huống vừa nãy xảy ra cô có một cơ hội nữa trong hai người cô cứu ai thịnh noãn nghiến răng không kiểm soát được mà nói tiêu định thành nếu hôm nay phải chọn giữa điện hạ và tiêu thế tử từ nay về sau không được gặp người còn lại nữa cô chọn ai? Ta chọn cha người ấy. Thịnh Noãn chỉ muốn hét thẳng vào mặt tên phù thủy như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn phải trả lời, đó là Tiêu Định Thành. Bạch Thừa Trạch đột nhiên quay sang hỏi cô, lần này tỷ về là vì ai? Thịnh Noãn cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh, cuối cùng cũng nói ra cái tên đó một cách mất kiểm soát, Tiêu Định Thành. Tia sáng hy vọng cuối cùng trong mắt Bạch Thừa Trạch hoàn toàn biến mất. Hắn ta đột nhiên giơ tay kiếm lên, thanh kiếm quét qua người tên phù thủy khiến thân thể hắn vỡ vụn. Thịnh Noãn tiến lên định giải thích nhưng Bạch Thừa Trạch đã lùi lại một bước, sau đó xoay người đi mất. Tiêu Định Thành đi đến hỏi, "Noãn Noãn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đó là ai?" Thịnh Noãn hụt hẫng nhỏ giọng nói, "Người quen trước kia thôi, ta về đi." Trái tim cô chợt đau nhói khi nghĩ đến Tiểu Ngư, giờ này chắc đệ ấy muốn giết mình lắm. Sáng ngày hôm sau, một chiếc quan tài bằng gỗ được đem đến chỗ ở của Tiêu Định Thành. Nhìn chiếc quan tài thô sơ, lão phu nhân không nhịn được mà bật khóc, nhỏ giọng gọi vương gia. Người vận chuyển quan tài liền lên tiếng, Vương gia nào? Ở đây chỉ có tội nhân tiêu sách viễn Vương gia ở đâu ra? Tiêu định thành tiến đến hỏi Có thể trả lại linh cữu phụ thân ta chưa? Thi thể đã được đưa về Chỉ là còn phải xác nhận xem có phải tội nhân tiêu sách viễn không Ý của người là gì? Tất nhiên là phải mở quan tài để khám nghiệm tử thi trước Cũng là để quần chúng quan sát kẻ phản quốc Trông như thế nào? Có kết cục gì? Lão phu nhân liền hét lớn Không được, không thể được Vương Phi cũng nhìn tên viên quan với nước mắt và sự hận thù Người chết như ngọn đèn tắt đại nhân sao phải làm nhục thi thể của phu quân ta như vậy chứ viên sĩ quan không chút động lòng lạnh lùng nói làm nhục sao các người có biết bao nhiêu người chết ở yến vân quan bao nhiêu người bị trôn vùi ở quan ngoại không tiêu sách viễn tội ác tài trời nghiền xương thành cho cũng không đủ để đền tội hắn ta dơ kiếm lên định công khai mở quan tài nhưng tiêu định thành đã ngăn hắn lại dừng tay viên sĩ quan bị giữ lại thầm buông lời mắng chửi trực tiếp tấn công tiêu định thành hắn đau đớn ngã lăn xuống đất vương phi vội vàng chạy đến ôm con trai vừa khóc vừa cầu xin đừng đánh nữa đừng đánh con trai tôi nữa viên sĩ quan vung kiếm lên tức giận nói còn xem bản thân mình là thế tử ra sao hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi cái đồ tiện dân không biết sống chết này tiêu định thành ôm chặt lấy mẫu thân che chở bà tên viên sĩ quan còn chưa kịp động thủ đã bị ai đó đá bay ra xa ầm một tiếng rơi xuống đất ngay cả trường kiếm trong tay cũng bị đoạt đi thịnh noãn với vẻ mặt hung dữ lạnh lùng nói đại nhân sao phải ức hiếp người quá đáng vậy viên sĩ quan chừng mắt giận dữ còn dám tấn công tướng sĩ xem ra một nhà các ngươi sống đủ rồi. Lão phu nhân thanh âm khàn khàn run rẩy nói với cô, thịnh nha đầu, tránh xa bọn họ ra. Thịnh noãn quay sang nhìn viên sĩ quan, sở dĩ hôm nay đại nhân không lo ngại gì như thế này. Chính là vì chắc chắn rằng hiện giờ nhà chúng ta đã rơi vào bước đường cùng, nhà chúng ta quả thật đã không còn gì, nhưng vẫn còn gia đình và tôn nghiêm. Nếu đại nhân không trở lại con đường sống cho chúng ta, dù là liều mạng, ta cũng phải cho đại nhân thấy sự quyết tâm bảo vệ gia đình và tôn nghiêm của chúng ta. Dứt lời, thịnh noãn cầm thanh kiếm lên, vung một đường, kiếm khí rạch ra một vết nước trên mặt đất. Thịnh Noãn gần lên từng chữ, hôm nay ai dám tiến lên một bước, ta sẽ khiến hắn máu bắn tung tóe tại đây, không tin thì cứ thử xem. Phía đối diện, viên sĩ quan và đám binh lính đã có chút e dè, sau một khắc hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt u ám ra lệnh, chúng ta đi. Thịnh Noãn bước đến trước mặt Tiêu Định Thành, phu quân, cuộc đời của con người sẽ không thuận bùm xuôi gió mãi mãi, nhưng cũng sẽ không rơi xuống vực thẳm mãi mãi. Chúng ta đã tới bước đường này rồi, điều có thể làm chỉ có đứng dậy và leo lên. Tiêu Định Thành, Đứng dậy, tiến về phía trước mới có thể thoát khỏi tình thế tuyệt vọng. Tiêu Định Thành sững sờ nhìn cô, sau đó bật khóc ngay lập tức, sau nhiều ngày kể từ khi trấn Bắc Phủ bị phá hủy, cuối cùng hắn đã rơi nước mắt và cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói với Thịnh Noãn, ký chủ, độ hào cảm của Tiêu Định Thành là 95, thành công đang đến gần, chỉ còn lại 5 điểm độ hào cảm cuối cùng nữa thôi, nhưng đây mới là chuyện khó nhất. Ban đêm, mấy bóng người xông vào trong viện, lúc này Tiêu Định Thành vẫn đang một mình canh chừng linh cữu phụ thân thấy có tiếng động, hắn quay người lại lên tiếng hỏi là ai. những bóng người kia chạy tới cửa, cùng nhau quỳ xuống. thế tử, nguyên soái chết oan quá. tiêu định thành lúc này cũng đã nhận ra đây là vị tướng sĩ trung thành của Trấn bắc quân, đã luôn đi theo phụ vương hắn. tiêu định thành liền lên tiếng nói tiếp phó tướng, các ngươi biết gì thì nói hết cho ta. trước trận chiến, triều đình phái đốc quân bùi trọng trong quân doanh và thuộc hạ của hắn tập kích nguyên soái. khi mà tướng đợi người lao tới thì nguyên soái đã sắp chết rồi ạ. À. sau đấy, đội hình chiến đấu lộn rộn đại liêu lao tới phá thành đến khi đuổi được quân liêu ra khỏi yến vân quan thì trong thành đã có vô số người chết hôn quân phái người phong tỏa tin tức ngoài người của bùi trọng gia không một ai có thể rời khỏi yến vân quan tên cầu tặc bùi trọng đã tuyên bố nguyên soái thông đồng với địch còn cầm thượng phương bảo kiếm được ban thưởng nói bản thân có quyền tiền trảm hậu tấu mà tướng nhân lúc quân doanh hỗn loạn đã bí mật đưa một nhóm huynh đệ rời đi vượt qua núi bắc nam đi đường vòng mới trở về kinh thành vẫn trốn dưới xe chở phân để vào thành khó khăn như vậy chính là vì để có thể truyền lời cuối cùng của nguyên soái cho thế tử Tiêu Định thành tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi mở miệng hỏi, "Phụ vương đã nói gì với ta?" Nguyên Soái nói, "Bảo thế tử đừng quên những lời ngài ấy đã nói với ngài vào sinh thần năm ngoái." Tiêu Định thành có chút sững sờ, hắn lấy ngọc bội bên người ra, "Đây là món quà mà phụ vương đã tặng cho ta vào sinh thần năm ngoái. Lúc đó phụ vương nói, 'Tiêu Sách viễn ta cả đời trung quân hộ quốc, nếu có một ngày lòng trung thành đặt nhầm chỗ, vậy thì cũng không sợ ngọc nát.'" Miếng ngọc bội này đã đồng hành cùng phụ vương suốt 20 năm, và thời điểm trấn Bắc Vương phủ tồn tại cũng vừa tròn 20 năm. Tiêu Định Thành vẻ mặt trống rỗng đập miếng ngọc bội vào tường, có hai thứ rơi ra. Một là lá bùa hộ mệnh của quân sĩ, hai là một tấm lụa gấp lại bằng ngón tay, trên đó có viết chữ. Tiêu Định Thành quyết định ra đi tìm lại sự trong sạch cho phụ thân hắn, trước khi đi, hắn đưa tướng Tiết Na đến gặp Thịnh Noãn, đây là Tiết Na, thuộc hạ của phụ vương. Hắn sẽ đưa chúng ta đến nơi an toàn, khoảng thời gian ta không có ở đây, hắn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mọi người. Tiết Na cung kính hành lễ với Thịnh Noãn. Tiêu Định Thành nắm chặt bàn tay cô, noãn noãn nếu ta có thể quay về những gì trước đây nợ nàng ta sẽ bù đắp tất cả cho muội nếu ta không quay về thịnh Noãn lập tức ngắt lời hắn phu quân nhất định sẽ có thể bình an quay về thiếp đợi chàng tiêu định thành hốc mắt đỏ lên sau đó nặng nề gật đầu liễu nhược miên gọi văn nhi đến rồi yêu cầu miệng ta không có mùi vị ngươi đi mua cho ta ít mứt hoa quả vân nhi có chút do dự nhưng công tử bảo chúng ta đừng ra khỏi cửa ngươi đừng đi xa đi gần tìm chỗ mua không được à vân nhi vẫn không khỏi lo lắng nhưng mấy người canh cửa đó hung dữ lắm ạ à. liễu nhược miên thản nhiên nói không sao ta sẽ dụ người đi ngươi phải cơ chí một chút thịnh noãn đang sắc thuốc cho lão phu nhân thì liền nghe được thông báo từ hệ thống văn nhi bị liễu nhược miên sai đi mua mứt hoa quả và bị thuộc hạ của cửu hoàng tử để mắt đến nơi ẩn náu của các cô sắp bị lộ sắp không an toàn nữa rồi thịnh noãn không khỏi tức giận chết tiệt đúng là thành công thì ít hỏng việc thì nhiều thịnh noãn đưa cho tiết nam một túi tiền rồi nói ta ở đây thu hút sự chú ý sau khi trời tối ngươi lặng lẽ đưa lão phu nhân Vương phi và Quế Ma ma đi, đừng để bất kỳ ai biết. Vâng, phu nhân chú ý an toàn. Văn Nhi lúc này thấy người canh cửa bên ngoài biến mất thì có chút thắc mắc, mấy tên nam nhân kia sao không thấy bóng dáng đâu nữa? Liễu Nhược Miên chỉ cười nói, không cần để ý đến bọn chúng, mấy tên thuộc hạ tầm thường mà thôi. Bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng động lớn, bắt hết bọn chúng lại. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng, cứu mạng. Khi bị đưa ra bên ngoài, Liễu Nhược Miên thấy trống không, không có lão phu nhân với Vương phi, họ đi hết rồi sao? cô ta quay sang nhìn về phía thịnh noãn nhìn đi ngươi lấy lòng bọn họ thì có tác dụng gì chẳng phải bọn họ cũng vứt bỏ ngươi để bỏ chạy sao thịnh noãn vẻ mặt bình tĩnh nói là ta đã đưa bọn họ rời khỏi đây có vấn đề gì không liễu nhược miên đột nhiên giữ người nhận ra điều gì đó sau đó tức giận nổi điên thịnh noãn ngươi dùng ta làm con cờ sao ngươi dám trong bụng ta còn có cốt nhục của thế tử sao ngươi dám thịnh noãn hờ hững đáp cũng chẳng phải là ta ta còn phải quan tâm ngươi có sinh không à cả thịnh noãn và liễu nhược miên đều bị đưa lên xe ngựa liễu nhược miên đột nhiên nhận ra điều gì đó ta biết rồi có phải ngươi muốn tự bỏ trốn có đúng không ngay sau đó cô ta liền hét lên thịnh noãn biết võ công cô ta muốn bỏ trốn người đâu mau tới đây đi rất nhanh một bóng người lên xe ngựa nhét một viên thuốc vào miệng thịnh noãn nhân viên chăm sóc khách hàng liền nói với cô ký chủ là hóa công đan hiệu quả tương đương với nguyễn cân tán nhưng đừng lo ta đã có sự chuẩn bị dược hoàn mất hiệu lực rồi thịnh noãn phấn khích mà khen ngợi dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời đấy nhìn thấy thịnh noãn yếu ớt dựa vào xe ngựa liễu nhược miên lập tức nở một nụ cười vừa sảng khoái vừa độc ác ngươi cũng chạy không thoát đâu thịnh noãn nhìn cô ta không nói lên lời người này rốt cuộc là bị điên từ bao giờ vậy ba ngày sau tiêu định thành dẫn đội quân chu tước về thịnh kinh ép hôn quân thoái vị cùng lúc đó đường hoàng mưu hại tướng soái trước trận chiến khiến yến vân quan thất thủ hàng vạn bách tính bị tàn sát lan truyền khắp thịnh kinh đội quân chu tước hùng hổ tiến đến cổng thành tướng thủ thành xin từ chức mấy vị hoàng tử đóng cửa không ra ngoài cửu hoàng tử xưa nay yếu đuối đã tự mình thủ thành dẫn cấm quân lên lầu cổng thành thịnh noãn và liễu nhược miên được người của cửu hoàng tử dẫn đến cổng thành liễu nhược miên nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên vội vàng cầu xin cửu điện hạ là ta lần trước ta còn từng cứu cửu điện hạ xin ngài đừng làm hại ta cầu xin ngài liễu phu nhân ta cũng không muốn làm cô bị thương chỉ cần cô có thể bảo tiêu định thành rút quân ta bảo đảm hôm nay cô sẽ không mất một sợi tóc nào liễu nhược miên ngay lập tức choáng váng Tiêu Định Thành tạo phản rồi sao? Tạo phản sẽ chu di cửu tộc, hắn vậy mà dám tạo phản sao? Ngay sau đó Thịnh Noãn và Liễu Nhược Miên cùng nhau bị đẩy lên tường thành. Tiêu Định Thành đứng ở phía dưới thành nhìn lên thấy hai thê tử của mình. Cửu hoàng tử cao giọng nói, "Tiêu Định Thành, thê tử mang thai của ngươi với tiểu thiếp của ngươi đều đang ở đây, lão phu nhân với mẫu thân ngươi cũng đang ở trong tay ta, hôm nay bổn điện hạ muốn xem xem, ngươi có thể dẫm lên xác của bọn họ để tấn công thành không?" Thịnh Noãn ở trên tường thành hét lớn, "Thiếp đưa lão phu nhân với vương phi đi rồi, Tiêu Định Thành, chàng đừng sợ, giết hết bọn chúng đi. Một thanh kiếm ngay lập tức kề vào cổ Thịnh Noãn, ngươi còn nói thêm câu nữa thì ta sẽ cắt cổ ngươi. Tiêu Định Thành, ngươi muốn ta đưa ai đi gặp ngươi trước đây? Phía dưới, sắc mặt Tiêu Định Thành tái nhợt, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt trường kiếm trong tay. Lúc này, một người bên cạnh tiến lên trầm giọng nói, thế tử trì hoãn thêm lúc nữa, người của chúng ta sắp cứu được hai vị phu nhân rồi ạ. À. Tiêu Định Thành nói với cửu hoàng tử, thả bọn họ ra thì ta có thể rút quân cửu hoàng tử có chút nghi hoặc nhưng sau đó lại cười nói quả nhiên ngươi là cái tên tiêu định thành trọng tình cảm mà ta quen biết có điều ngươi tưởng ta là tên ngốc à nếu đã như vậy vậy thì ngươi cứ dẫm lên máu tươi của con ngươi với nữ nhân của ngươi để tấn công thành đi lời còn chưa dứt cửu hoàng tử đã dùng hai tay mạnh mẽ đẩy thịnh noãn và liễu nhược miên xuống tường thành tiêu định thành từ trên ngựa bay lên không chút nghĩ ngợi lao về phía liễu nhược miên đang ôm bụng noãn noãn biết võ công thế nên đây là cách tốt nhất nhưng trong nháy mắt tiếp theo Tiêu Định Thành liếc mắt thấy Thịnh Noãn bên cạnh không có phản ứng gì, giống như diều đứt dây. Noãn Noãn, chẳng lẽ nàng ấy đã bị phong ấn võ công rồi sao? Một vài bóng đen bay dọc theo tường thành lên, một bóng đen ôm lấy Thịnh Noãn, "Tỷ tỷ đừng sợ, ta đến rồi đây." Thịnh Noãn kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Ngư, mình còn tưởng đệ ấy sẽ không muốn gặp mình nữa. Ngay sau đó một loạt mũi tên bắn về phía bọn họ. Bạch Thừa Trạch ôm Thịnh Noãn che chắn cho cô, một mũi tên bay đến đâm vào lưng hắn. Thịnh Noãn như chết lặng, ôm lấy thân thể đang run lên vì đau đớn phía dưới thành quân của tiêu định thành tiến lên tấn công sau khi kết thúc trận chiến tiêu định thành liên lạc với tiết na sau đó gặp được lão phu nhân và vương phi nhìn thấy tiêu định thành và liễu nhược miên phía sau trong mắt lão phu nhân tràn đầy lo lắng thịnh nha đầu thịnh nha đầu đang ở đâu tiêu định thành vội vàng an ủi bà tổ mẫu đừng nôn nóng con nhất định sẽ đi đón nàng ấy vậy thì tốt lão phu nhân đưa cho tiêu định thành một chiếc hộp gỗ con bé còn để đồ ở đây con mau đi đón con bé về tiện trả lại đồ cho con bé Tiêu Định Thành từ đầu đến cuối cũng không nhìn Liễu Nhược Miên một cái. Sau khi hắn rời đi, cô ta đi đến trước mặt lão phu nhân miễn cưỡng cười nói, lão phu nhân, mẫu thân, phu quần đã về, chúng ta không phải lo lắng nữa. Cô ta còn chưa nói xong, lão phu nhân đã xoay người rời đi như không nhìn thấy cô ta. Vương Phi sắc mặt lạnh lùng, tiếng mẫu thân này ta không dám nhận. Liễu Nhược Miên đứng tại chỗ cắn môi nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới một chuyện, đợi đã, Tiêu Định Thành tạo phản, vậy chẳng phải hắn sẽ làm hoàng đế sao? tim nàng ta đập dữ dội và đôi mắt trở lên sáng ngời nếu tiêu định thành làm hoàng đế vậy chẳng phải mình chính là hoàng hậu sao tiêu định thành cầm chiếc hộp gỗ của thịnh noãn mở ra xem là thứ mà hai người bọn họ đã mua vào tối hôm đi ngắm đèn lồng không ngờ nàng ấy lại coi nó như báu vật mà giữ gìn như vậy lúc này thịnh noãn đang ngồi cùng với bạch thừa trạch hắn đang băng bó vết thương trên lưng cô liền nghe được lời nhắc của hệ thống ký chủ xin hãy lưu ý độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ tiêu định thành đã đầy Độ hảo cảm của Tiêu Định Thành đã đầy cũng có nghĩa là nhiệm vụ này đã hoàn thành, còn lại chính là ném như rể rách. Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, tối hôm đó giữa đệ ấy và Tiêu Định Thành, mình đã chọn cứu Tiêu Định Thành, suy cho cùng mình vẫn chọn mạng sống của bản thân, nhưng hôm nay đệ ấy lại liều mạng bảo vệ mình. Lời nói của đại phu cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh Noãn, băng bó xong rồi, khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị dính nước. Bạch Thưa trạch thấy Thịnh Noãn đang do dự không nói nên đã nói trước, tỷ tỷ cứ yên tâm ở lại đây đợi mọi thứ kết thúc rồi đi cũng chưa muộn bạch thừa trạch đã mặc xong quần áo và đứng dậy ta còn có chút việc không ở cùng tỷ tỷ được nữa thịnh noãn biết rằng hắn sẽ đi tấn công hoàng thành đệ ấy đang bị thương vạn nhất gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì cô còn có thể giúp một tay nghĩ vậy thịnh noãn liền lên tiếng ta cũng đi với đệ trong mắt bạch thừa trạch lóe lên một tia u ám xem ra nàng ấy biết tiêu định thành sẽ hợp tác tấn công hoàng thành với mình nên muốn tìm cơ hội gặp hắn giọng điệu của bạch thừa trạch vẫn dịu dàng tỷ tỷ cứ ở lại đây là được rồi hắn chưa nói xong đã xoay người bỏ đi không cho thịnh noãn cơ hội mở miệng bạch thừa trạch ra ngoài rồi hỏi tô lan chuẩn bị đồ thế nào rồi tô lan cùng kính đáp đạo sĩ nói sắp xong rồi ạ à. chủ tử chẳng lẽ chủ tử thực sự tin rằng đạo sĩ đó có thể trói buộc người sao bạch thừa trạch im lặng sau một khắc quay lại nói với bà lúc ta trở về phải nhìn thấy nàng ấy vẫn ở đây người của tiêu định thành và bạch thừa trạch đã tấn công hoàng cung tiêu định thành căn dặn binh sĩ các ngươi khống chế người ta đi tìm bạch thừa trạch với cẩu hoàng đế Bạch Thừa Trạch lúc này đã đuổi kịp Đường Hoàng Bạch Húc Bình, tên cẩu hoàng đế sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Thừa Trạch, các ngươi vậy mà lại ngấm ngầm cấu kết với nhau, một đám loạn thần tặc tử. Phụ hoàng nói không sai, con đúng là loạn thần tặc tử, con là tặc tử, vậy phụ hoàng là gì? Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà lại có thể khiến Tiêu Định thành đồng ý hợp tác với ngươi? Bạch Thừa Trạch lạnh lùng nói, ngươi xuống cửu tuyền, cả nhà Tần gia sẽ nói với ngươi. Bạch Húc Bình sửng sốt, Tần gia sao? Không, không thể nào, cửu hoàng tử mới có huyết mạch của Tần gia, ngươi không phải một lưỡi kiếm lạnh lùng cắt ngang cổ cầu hoàng đế bạch thưa trạch ánh mắt vẫn bình thản không nói nhiều nữa như thần tiễn phụ hoàng đoạn đường cuối cùng nhưng vào lúc này bạch húc bình đột nhiên nở một nụ cười không ai có thể sống sót sau vụ giết hoàng đế trong địa cung có chứa thuốc nổ hôm nay các ngươi trôn chung với ta đi tiêu định thành ở phía sau nhận thấy có điều không ổn mặt đất dung chuyển kịch liệt ngay sau đó là một tiếng nổ lớn bạch thưa trạch và tiêu định thành liền nhảy xuống dòng sông đen nước sông chảy xiết Tất cả mọi người lựa chọn nhảy vào nước để dòng sông cuốn trôi. Khi Bạch Thừa Trạch và Tiêu Định Thành bơi đến bờ, lúc này hắn nhìn thấy Thịnh Noãn đang đứng trên bờ và gọi to, "Tiểu Ngư." Nghe thấy tiếng hét của Thịnh Noãn, Bạch Thừa Trạch chợt bừng tỉnh, tỷ tỉ tỷ, tỉ. Tiêu Định Thành cũng từ phía sau lên tiếng gọi noãn noãn. Có người hét lớn, "Điện hạ cẩn thận, thế tử cẩn thận." Một con mãng xà khổng lồ lao ra khỏi mặt nước và lao về phía Bạch Thừa Trạch với Tiêu Định Thành. Trái tim của Bạch Thừa Trạch ngay lập tức chìm xuống đáy, lần này tỷ tỷ cũng sẽ không cứu ta. Nhưng vào lúc này tay hắn đột nhiên bị ai đó chạm vào bạch thưa trạch thấy thịnh noãn kéo hắn lên khỏi mặt nước tiêu định thành bị mãng xả hất văng ra xa bạch thưa trạch lộ ra vẻ kinh ngạc ngơ ngác nhìn thịnh noãn tỷ 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 cứu ta sao phía đối diện tiêu định thành trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin được thịnh noãn lại không cứu hắn cũng may là hắn được những binh sĩ đuổi kịp và kéo lên ba ngày sau thịnh noãn ngồi bên bạch thừa trạch dưỡng thương trong một đích phủ xa hoa tráng lệ cô lên tiếng hỏi hôm nay cảm thấy thế nào rồi bạch thừa trạch hơi nhíu mày trầm giọng nói đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi chóng mặt. Dịch vụ chăm sóc khách hàng liền nói với cô, "Ký chủ, theo hệ thống kiểm tra, thật ra vết thương của Bạch Thừa Trạch, ta muốn nói." "Thật ra Bạch Thừa Trạch, Thịnh Noãn có chút mất kiên nhẫn hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp cuộc người muốn nói cái gì?" "Không có gì ạ." À, tín hiệu hệ thống có chút trục trặc, Thịnh Noãn câm nín không nói lên lời. Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của Tô Lan, "Chủ tử, Tiêu Thế Tử muốn gặp Thịnh tiểu thư." Thịnh Noãn đứng dậy, mỉm cười với Bạch Thừa Trạch, "Ta ra ngoài một lát." Bạch Thừa Trạch cúi đầu trầm mặc, trong ánh mắt có chút hụt hẫng. Sau khi Thịnh Noãn đi ra ngoài, hắn liền hỏi Tô Lan, "Đồ đâu?" Tô Lan bưng một chiếc hộp gỗ đi tới, thứ này được tạo ra bởi đạo sĩ bằng cách sử dụng tóc vàng trộn với dây gai dầu, căn bản không phải là dây trói vĩnh cửu, cũng không thể trói buộc tiên nữ gì đó. Nhưng Bạch Thừa Trạch lại tin những gì tên đạo sĩ nói, đưa tỷ ấy về rồi trói lại, như vậy tỷ ấy sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ta. "Không, không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ chỉ khiến tỷ ấy ghét ngươi, càng bài xích ngươi thôi." ghét thì sao chứ khoảng thời gian này ngươi giả vờ ôn hòa vô hại kiềm chế dục vọng thì có ích gì ngươi quên lời cô ta nói lúc chúng chân ngôn cổ rồi sao ba lần cô ta trả lời đều là tiêu định thành ngươi còn hy vọng cái gì không sai chỉ cần có thể trói tỷ ấy lại tỷ ấy sẽ không thể rời đi chỉ có thể ngắm nhìn ta ở lại bên cạnh ta thôi tỷ tỷ là tỷ ép ta thịnh noãn ra ngoài thì đã thấy tiêu định thành đứng ở đó vừa nhìn thấy cô ánh mắt hắn thêm rạng rỡ noãn noãn ta đến đón nàng đây tổ mẫu với mẫu phi đã về vương phủ rồi hai người họ đều đang đợi nàng trở về thịnh noãn đưa ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn sau đó đưa cho tiêu định thành hắn theo bản năng đưa tay nhận lấy đây là gì vậy khi mở ra xem thì hắn không khỏi sửng sốt thư hỏa ly sao đầu óc tiêu định thành đột nhiên trống rỗng hắn tiến lên một bước rồi nói với thịnh noãn ta biết là ta không đúng ta muốn về nhận lỗi với nàng hôm đó ở ngoài thành ta ta không biết nàng bị bỏ thuốc ta sai rồi ta thật sự sai rồi noãn noãn thịnh noãn trầm mặc nhìn hắn nếu tiểu ngư không cứu ta e là hôm nay thế tử chỉ có thể sám hối với mộ của ta noãn noãn ta biết là ta không tốt ta sắp lên ngôi sau này ta chính là trấn bắc vương nàng sẽ là vương phi ta biết trước đây ta không tốt ta sẽ sửa ta thật sự sẽ sửa mà nếu nàng giận thì về ta sẽ đưa liễu nhược miên đi sau này bên cạnh ta chỉ có một mình nàng có được không đưa cô ta đi sao trước đây thế tử dùng ta làm lá chắn ở đâu cũng bảo vệ cô ta bây giờ lại nỡ đưa cô ta đi sao tiêu định thành đột nhiên giữ người sắc mặt tái nhợt đang muốn nói chuyện lại nghe thấy thịnh noãn trầm giọng nói, "Ngài tưởng ta không hiểu sao, lần nào ta cũng phải chịu những khó khăn mà ta chưa từng biết đến thay cho cô ta, chịu oan thay cho cô ta, cho cô ta cơ hội được ban thưởng, trong lòng thế tử ngài, ta ngốc tới cỡ nào mới không nhìn rõ những điều này vậy? Lần trước ta từng nói, nếu thế tử làm tổn thương ta lần nữa, giữa chúng ta sẽ kết thúc, nhưng rõ ràng thế tử không để tâm đến lời nói của ta đúng không? Thư hòa ly đã gửi cho ngài rồi, kể từ hôm nay trở đi hai ta hết duyên, giải thoát cho nhau đi." bạch thưa trạch đang bước đi chợt dừng lại tỷ ấy đang nói gì vậy thư hòa ly sao tỷ ấy hòa ly với tiêu định thành à ta đã nói xong rồi thế tử hãy tự chăm sóc bản thân mình tiêu định thành bước đến ngăn thịnh noãn lại đừng như vậy mà noãn noãn xin nàng hãy cho ta cơ hội có được không hai thị vệ liền đến giữ tay hắn ta khuyên nhủ tiêu thế tử nơi này không phải là nơi mà ngài có thể vào tiêu định thành vẫn không ngừng dãy ruộng các ngươi buông ta ra noãn noãn nàng đừng đi ta không thể không có nàng ta thực sự không thể không có nàng Thịnh Noãn quay lại thì thấy Bạch Thừa Trạch đang chậm rãi bước tới, cô tiến lên hỏi, chẳng phải để nói không xuống giường được sao, sao lại ra đây vậy, hết chóng mặt rồi sao? Bạch Thừa Trạch giấu chiếc dây chói đằng sau rồi ậm ừ, à không không chóng mặt nữa, ta đỡ nhiều rồi. Thịnh Noãn thấy hắn giấu giếm thì liền hỏi, để cầm gì trong tay vậy? Bạch Thừa Trạch chỉ lắc đầu, không có gì. Thịnh Noãn vẫn không có ý định dừng lại, cho ta xem, Bạch Thừa Trạch lại lùi lại phía sau, thật sự không có gì mà. Cô đẩy hắn dựa vào một chiếc cột, khoa hắn trong vòng tay, hay lắm bạch tiểu ngư để biết nói dối rồi sao? Thịnh noãn kéo tay hắn ta, nhìn thấy một thứ đồ vật giống như là dây thừng thì có chút nghi hoặc hỏi đây là cái gì? Bạch thưa trạch có chút bối rối, chỉ là một sợi dây thừng bình thường mà thôi. Thịnh noãn lại càng kinh ngạc hơn, để cầm dây thừng để làm gì? Ta đến đo kích thước cho tỷ để làm y phục mới cho tỷ, ta giỏi may y phục. Bạch thưa trạch vội vã quay người đi, vậy ta đi may y phục cho tỷ đây. Thịnh noãn thậm chí còn bối rối hơn, bảo đo kích thước mà không đo sao? Bộ phận chăm sóc khách hàng liền nói với cô, ký chủ, cô có biết vừa nãy rất nguy hiểm không? Thứ bạch thừa trạch cầm là dây chói vĩnh cửu. Hắn muốn chói cô lại, thịnh noãn lắc đầu thở dài, để ấy không phải là đồ ngốc mà lại tin vào dây chói vĩnh cửu của tên lang băm sao? Tại Vương phủ, Liễu Nhược Miên trong một bộ váy lộng lẫy bước đến hỏi Tiêu Định Thành, thế tử, ngài tìm thiếp thân à? Tiêu Định Thành giọng điệu nhàn nhạt, nhạt nói, bên ngoài thành có thôn trang, cô thu dọn tối nay chuyển đến đấy đi. Trong thôn trang có người hầu hạ bảo vệ, cho cô làm nơi ở, cô ở đấy dưỡng thai. Đến lúc sinh đứa trẻ ra, đi hay ở là tùy cô." Liễu Nhược Miên kinh ngạc hỏi, "Tại sao? Thiếp thân đã làm sai điều gì?" "Thế tử, rốt cuộc thiếp thân đã làm sai điều gì?" Nếu không phải loãn loãn xem thời cơ đưa tổ mẫu với mẫu phi đi, thì bây giờ bọn họ đã bị cô hại chết rồi, cô còn dám hỏi ta cô đã làm sai điều gì sao? Thiếp thân không cố ý, thiếp thân không ngờ Văn Nhi lại không cơ trí như vậy, khiến người của cửu hoàng tử để mắt đến. "Thế tử, thiếp thân biết sai rồi, bây giờ lão phu nhân với vương phi đã được bình yên." xin thế tử hãy tha cho thiếp thân lần này tiêu định thành nhìn liễu nhược miên sắc mặt không thay đổi trước đây mình mắt mù đến mức nào vậy đến bây giờ nữ nhân này vẫn không hề cảm thấy hối lỗi tiêu định thành không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào với cô ta nữa trực tiếp ra lệnh người đâu đưa cô ta đi cửa thư phòng mở ra thị vệ im lặng và cứng rắn bước vào phu nhân mời đi liễu nhược miên vùng vẫy hét lên là vì thịnh noãn có đúng không cô ta không về có phải không tiêu định thành tức giận quát lên cô cầm miệng lại liễu nhược miên nghiến răng cười lạnh ta biết chính là vì cô ta tiêu định thành ngươi tưởng ngươi làm như vậy là cô ta sẽ về sao tiêu định thành người làm tổn thương cô ta là ngươi không phải ta ngươi chỉ muốn tìm người để chút giận chuộc lỗi mà thôi người nên chuộc lỗi không phải ta không phải ta tiêu định thành loại người như ngươi căn bản không xứng được người khác yêu ngươi ích kỷ trong lòng ngươi chỉ có lợi ích ngươi cô độc đến già là đáng lắm tiêu định thành ngươi đáng đời tiếng của liễu nhược miên dần nhỏ đi tiêu định thành ngồi xuống ghế sắc mặt tái nhợt không ta vẫn còn cơ hội nhất định là vẫn còn cơ hội noãn noãn từng yêu ta như vậy nàng ấy nhất định sẽ tha thứ cho ta nhất định sẽ tha thứ cho ta thịnh noãn về thăm nhà sau khi quay trở lại tô la nhìn thấy cô thì đôi mắt đỏ hoe chạy tới đón thịnh tiểu thư cô trở về rồi chủ tử không nhìn thấy cô tưởng là cô bỏ trốn đi tìm tiêu định thành nên muốn dẫn người đi diệt chấn bắc vương phủ lúc chúng nô tỳ liều mạng ngăn cản do ngài ấy kích động nên đã dẫn đến tác dụng phụ của thuốc ngài ấy không chịu uống thuốc cứ nhốt mình trong phòng giờ tinh thần cũng không được ổn định thịnh noãn vội vàng bước đi tìm bạch thừa trạch tên ngốc này khi cô vừa bước vào phòng cảm thấy thắt lưng bị siết chặt cả người bị kéo đi cuối cùng rơi vào trong vòng tay của bạch thừa trạch hắn nhìn cô lo lắng hỏi tỷ tỷ muốn đi phải không thịnh noãn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn thấp giọng an ủi ta về thịnh ra nhưng không nói với đệ và lại không phải ta đã ở đây rồi sao ta biết tỷ muốn đi dù sao tỷ muốn đi ta cũng không thể giữ được tỷ không thể giữ được tỷ ta không đi nữa tiểu ngư nếu đệ muốn ta có thể mãi mãi ở lại bên cạnh đệ, Bạch Thừa Trạch bỗng nhiên nổi nóng, đồ lừa đảo, ta đã tận mắt thấy tỷ rời đi, nhiều năm như vậy mà tỷ không về, ta không dễ gì mới có thể gặp được tỷ, nhưng tỷ lại vì nam nhân khác. Tỷ chết tâm đi, ta sẽ không để tỷ đi nữa đâu. Ngay sau đó hắn đột nhiên cúi người hôn cô, đôi môi lạnh như băng. Thịnh Noãn không kháng cự, không ngừng cố gắng khiến hắn bình tĩnh lại, nhưng Bạch Thừa Trạch giống như con dã thú muốn ăn thịt người, khắp người tỏa ra khí tức khát máu. Áo khoác ngoài của Thịnh Noãn đã bị kéo xuống, để lộ bờ vai trần quyến rũ bàn tay di chuyển của bạch thừa trạch mạnh đến nỗi thịnh noãn không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn tất cả các động tác của hắn đột nhiên đóng băng hắn đã tỉnh táo lại sau đó ngồi bật dậy và nói với thịnh noãn tỉ đi đi ta không muốn nhìn thấy tỉ nữa tỉ đi đi y phục của thịnh noãn sộc sạch ngần ngơ nhìn hắn bạch thừa trạch giống như đang muốn chạy trốn đột nhiên sợi dây thừng quấn quanh người hắn và kéo hắn trở lại thịnh noãn vươn bàn tay mình ra chạm nhẹ lên khuôn mặt bạch thừa trạch tiểu ngư ta ở đây ta không đi đâu hết sau đó cô chủ động hôn lên môi hắn đẩy ngã hắn xuống giường bạch thừa trạch như phát điên y phục bị xé nát vương vãi khắp nhà tiếng thở dốc nặng nề kèm theo vài tiếng thì thầm khai khẽ chỉ còn lại một gian phòng kiều diễm sáng ngày hôm sau khi bạch thừa trạch tỉnh lại hắn cảm thấy thân thể thoải mái bên cạnh có một bàn tay mềm mại sau đó liền giật mình hốt hoảng hắn nhìn thấy thịnh noãn đang ngủ bên cạnh thì lập tức giữ người ánh mắt bạch thừa trạch rơi vào những dấu vết mơ hồ trên người thịnh noãn một đầu của sợi dây thừng vẫn quấn quanh cổ tay hắn đầu còn lại quấn quanh cổ tay mảnh khảnh của cô. Hắn tự hỏi, mình đã làm gì vậy? Mình đã làm gì tỉ tỷ? Là mình đã trói tỷ ấy sau đó ép tỷ ấy sao? Tỷ ấy nhất định sẽ rất hận mình. Bạch Thưa trạch bối rối, hoảng hốt khoác áo choàng và vội vàng chạy trốn. Một lúc sau Thịnh Noãn cũng từ từ tỉnh dậy, cô thấp giọng chửi thầm, đáng ghét, sao chỗ nào cũng đau vậy. Cô quay sang bên cạnh thì không thấy Tiểu Ngư đâu, dịch vụ chăm sóc khách hàng liền nói với cô, hắn tưởng mình ép cô nên sợ quá chạy trốn rồi. Thịnh Noãn chỉ còn biết cười khổ, sao mà nhát quá vậy buổi tối khi bạch thừa trạch quay trở lại nhìn thấy căn phòng trống trơn không có ánh sáng vẻ mặt hắn đột nhiên trầm xuống quả nhiên tỷ ấy đi rồi đột nhiên hắn phát hiện ra cái gì và ngẩng đầu lên thịnh noãn cầm một chiếc bánh gato và mỉm cười với bạch thừa trạch chúc đệ sinh nhật vui vẻ tiểu ngư lúc đó chúng ta không có đồ làm bánh sinh nhật cho đệ mà toàn thất bại nhưng chiếc bánh hôm nay khá ngon đệ ước đi bạch thừa trạch ngẩn người rồi lên tiếng hỏi sao tỷ không đi thịnh noãn suy nghĩ một lúc và nghiêm túc nói con người ta ấy à ta có hơi tham tiền có hơi ích kỷ cũng thích hưởng lạc giờ chỉ có cái đùi lớn nhất là đệ ta muốn ôm không biết đệ có cho ôm không bạch thưa trạch nhìn cô không chớp mắt nhẹ giọng hỏi sau này tỷ không đi nữa sao ôi không phải đệ đã làm dây chói vĩnh cửu rồi sao không yên tâm thì chói tiếp nha đệ mau ước đi bạch thưa trạch mím môi lại cầu nguyện điều ước tương tự sau ba năm cho dù là ba năm trước hay là hiện tại ước nguyện của ta vẫn chỉ có mình tỷ cửu hoàng tử chết do bệnh nặng cử hoàng tử chân chính là bạch thừa trạch thuận theo ý trời thừa kế hoàng vị phong thịnh noãn làm hoàng hậu trong lúc bạch thừa trạch đang ngồi xem văn kiện thì tô lan vào bẩm báo chủ tử trấn bắc vương tân nhiệm tiêu định thành ở bên ngoài nói kiểu gì cũng muốn cầu kiến ngài tiêu định thành hờ hững nói gặp ta là giả muốn gặp tỷ tỷ mới là thật giết hắn đi tô lan vội vàng lên tiếng chủ tử xin hãy suy nghĩ lại thịnh tiểu thư đã từng có hôn ước với tên tiêu định thành kia nếu chủ tử giết hắn ngược lại thịnh tiểu thư sẽ luôn nhớ đến hắn một thị vệ từ bên ngoài cũng chạy vào bẩm báo chủ tử thịnh tiểu thư cô ấy đi gặp người kia rồi ạ à. nô tài không ngăn được cô ấy bạch thưa trạch nghe nói thịnh noãn đi gặp tiêu định thành liền đứng bật dậy đi tới cửa vội vàng rút thanh kiếm của thị vệ đang đăng sắc khí đi ra ngoài tiêu định thành ở bên ngoài vẫn không ngừng gào thét để ta vào ta có việc muốn trình báo với bệ hạ để ta vào đám hộ vệ phải rất vất vả mới giữ được hắn vương gia đừng ép chúng thần trong lòng bọn họ cũng không hiểu nổi vị vương gia này đang nghĩ gì đuổi đến tận cửa để cướp hoàng hậu vị trấn bắc vương tân nhiệm này điên rồi sao khi nhìn thấy thịnh noãn bước ra ánh mắt tiêu định thành lập tức sáng lên noãn noãn nàng đến rồi ta biết nàng cần ta mà thịnh noãn nhẹ nhàng nói với thị vệ thả hắn ra tiêu định thành vội vàng tiến lên trong tay cầm chiếc hộp gỗ noãn noãn nàng xem ta mang gì đến này là kẹo hình người mà chúng ta đã mua lúc đi ngắm đèn lồng chúng ta về nhà có được không sau này ta sẽ mãi mãi ở bên nàng chúng ta cùng nhau đi dạo ngắm đèn lồng cùng nhau làm kẹo đường hình người cùng nhau vẽ tranh thịnh nõn nhận lấy chiếc hộp từ tay tiêu định thành ánh mắt hắn lập tức sáng lên lúc này bạch thưa trạch cầm kiếm trong tay đi ra khi tiêu định thành nhìn thấy hắn tràn đầy ý đắc thắng cuối cùng trong lòng nõn nõn vẫn chỉ có ta thôi bạch thưa trạch ngươi là cái thá gì nhưng vào lúc này có một tiếng nổ vang lên tiêu định thành theo bản năng nhìn xuống liền thấy cái hộp cùng chiếc kẹo đường bị đập xuống đất hình nhân bằng đường bị vỡ vụn bạch thưa trạch nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên mà dừng bước chân lại thịnh noãn tỏ vẻ thờ ơ ta tưởng là lần trước đã nói rất rõ ràng rồi nhưng hình như tiêu thế tử vẫn không hiểu bây giờ hiểu rồi chứ tiêu định thành giữ người trong mắt tràn đầy vẻ khó tin thịnh noãn nhẹ nhàng ngắt lời tiêu thế tử bản thân ngài giống như kẹo đường hình người này vậy đối với ta mà nói không có giá trị gì cả hai đều là người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về những chuyện mà bản thân đã làm đã nói ra ngài cứ lao đến như thế này bệ hạ có giết ngài không không giết ngài sau này chẳng lẽ ai cũng có thể coi thường quy củ sao nếu giết ngài khó tránh dẫn tới sự chỉ trích bản thân ngài không sợ chết nhưng ngài có từng nghĩ cho lão phu nhân với vương phi trong nhà không ta ta chỉ không thể tin được nõn nõn nàng thực sự quyết định vậy sao phải rời xa ngài thật ra cũng không cần phải đau khổ hạ quyết tâm gì có lẽ ngài không tin ta không còn chút tình cảm nào với ngài nữa cũng mong ngài tự trọng đừng lại đến làm phiền đôi phu thê chúng ta nữa bạch thừa chạch nghe đến hai chữ phu thê thì không khỏi phấn khích hai mắt sáng rực lên thịnh nõn nói xong liền trực tiếp ra lệnh ném hắn ra ngoài tiêu định thành còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy tên thị vệ ném ra khỏi cung ầm một tiếng ngã lăn ra đất thịnh noãn vỗ vỗ bàn tay vừa quay lại đã nhìn thấy bạch thừa trạch đứng đó cô tiến đến hỏi sao chàng lại ra đây thiếp không muốn để hắn phiền chàng nghỉ ngơi nên mới mau chóng đuổi hắn đi chàng thì hay rồi tự mình ra ngoài sự điên cuồng vừa rồi của bạch thừa trạch đã bị dập tắt thanh kiếm trong tay hắn đã bị ném đi đâu đó trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng nói ta nhớ nàng nên mới qua đây thịnh noãn mỉm cười mặc kệ có người đang đi tới hôn vào môi hắn một cái, thưởng cho chàng đó. Đám người Tô Lan vội vàng xoay người tránh đi, nhưng đồng thời đều thở phào nhẹ nhõm, Thịnh tiểu thư luôn có thể dễ dàng làm chủ tự yên lòng, thật tốt. Bạch Thừa Trạch Thần Sắc vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai lại hiện lên một vệt ửng hồng, trầm giọng trách cứ, còn có người khác ở đây. Thịnh Noãn chớp mắt cười, ghé vào tai hắn thì thầm, vậy chúng ta về phòng hôn nhé. Hoàng đế Bạch Thừa Trạch và hoàng hậu Thịnh Noãn đăng cơ diễn ra đúng như dự kiến, cùng lúc đó trấn Bắc Vương phủ tràn ngập sự im lặng. Tiêu Định Thành ngươi đã trở thành vương gia ngồi một mình trong vọng lâu với vài bình rượu lăn xuống dưới chân nhìn thấy lão phu nhân đi đến tiêu định thành liền đứng dậy hành lễ tổ mẫu lão phu nhân lẳng lặng nhìn hắn lạnh lùng hỏi ngươi còn muốn chán nản đến bao giờ sau đó bà xoay người rời đi tiêu định thành đột nhiên giữ người hai tay ôm đầu ngồi bên cạnh bàn nước mắt như mưa rơi trên khuôn mặt nhưng lần này không có ai đứng trước mặt hắn và nói hắn đứng lên nữa rồi sau lễ đăng cơ bạch thưa trạch chính thức bắt đầu trị vì đất nước xử lý công vụ Thịnh Noãn đã đạt được ước nguyện sống ký sinh trùng của mình. Trong bữa tối, Thịnh Noãn có chút bất đắc dĩ hỏi, làm hoàng đế bận vậy, thân thể của chàng có chịu nổi không? Bạch Thừa Trạch nhìn cô nói đầy ẩn ý, thân thể ta thế nào nàng không biết sao. Thịnh Noãn sửng sốt một chút, sau đó cô ngây người, hay cho chàng nói ra mấy lời như vậy mà mặt không biến sắc, Bạch Thừa Trạch rất tự hào, không thể lúc nào cũng là ta bị nàng trêu chọc được. Tối nay có muốn ta đợi chàng không? Bạch Thừa Trạch nhìn cô trêu chọc, ngự y nói nàng quá mệt, thiếu khí huyết, thịnh noãn trong lòng có chút xấu hổ và bất lực để còn có mặt mũi mà nói à cô cũng không biết hắn lấy đâu ra khí lực tốt như vậy sáng sớm đăng chiều ban ngày xử lý việc chính sự đến đêm trở về vẫn có thể giày vò cô hết lần này đến lần khác bạch thưa trạch mí môi nghiêm túc nói tối nay ta ngủ ở thư phòng nàng nghỉ ngơi đi thịnh noãn vui mừng khôn xiết thật sao bạch thưa trạch trong mắt tràn đầy bi thương nàng không muốn ngủ cùng ta như vậy sao thịnh noãn giờ khóc giờ cười chàng thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt đừng vì tuổi trẻ mà bỏ qua sức khỏe của mình Bạch Thừa Trạch ôm lấy cô, nàng đừng ghét ta, cũng đừng rời xa ta, ta chỉ có nàng thôi. Ngay sau đó một sợi dây thừng quấn quanh cổ tay Thịnh Noãn, cô vô cùng kinh ngạc, chẳng phải tên cầu nam nhân này đã đốt thứ này rồi sao, sao nó còn ở đây. Nếu nàng muốn đi, thì ta sẽ trói nàng như thế này cả đời. Thịnh Noãn liền an ủi hắn, ta không ghét chàng, cũng sẽ mãi mãi không rời xa chàng, chúng ta đã thành thân, chàng quên rồi sao. Bạch Thừa Trạch cố chấp hỏi lại, vậy tại sao nàng không muốn ngủ chung với ta? Thịnh Noãn đành phải nhượng bộ, được được được, ngủ, ngủ cùng nhau. Bạch Thưa Trạch lúc này mới có chút hài lòng, bế cô trở về phòng, vậy chúng ta đi ngủ trước đi, Thịnh Noãn chỉ còn biết thở dài, đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi. Thế Tông 50 năm, Hoàng hậu Thịnh Thị tạ thế, ngày hôm sau Thế Tông băng hà, được chôn cất chung cùng với Hoàng hậu trong lăng mộ hoàng gia. Đế hậu cả đời nhàn rỗi nên đã nhận nuôi một cậu bé trong gia tộc và lập làm thái tử, Đế hậu từ trần, thái tử Bạch Cẩn hữu lên ngôi xương đế, hiệu là hiền Tông.